nghe chứ với ngoại đi kìa. Đi mau. Hả? Ôi, đứa kia mụn quá. Ờ, nó phá giờ đi như này nè mẹ. Chữ này nó thích chữ này. Té con vợ ru lên. Ra đi con, ra chơi với ngoại kìa. Hà đâu rồi? Đi, đi chơi ngoại đi. Hà đi đâu rồi? Đây, làm xấu nè. Đây, làm xấu vậy? Qua gối. Làm xấu cho ngoại coi coi. Làm xấu ơi. Làm gì vậy? Té. Trời. Rồi, không sao, cứ vậy đi con. Thank you.